Điệp xin kính chào tất cả các cô chú và các anh chị. Như theo thông lệ hàng tuần thì Điệp xin tiếp tục cập nhật các thông tin nổi bật và dư trú trong tuần qua liên quan đến lãnh sự quán Mỹ và tình hình cấp visa với lãnh sự quán. Thông tin ngày hôm nay được cập nhật từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 3 tháng 12. Các thông tin nổi bật sẽ được Điệp cập nhật trong video clip này. Đầu tiên là lãnh sự quán Mỹ đã thông báo về việc Mỹ thay đổi quy định xét nghiệm COVID-19 kể từ ngày 6 tháng 12 dành cho những hành khách nào nhập cảnh. Và thông tin nổi bật thứ hai là thời gian chờ phỏng vấn visa không định cư và cập nhật tình hình đặt lại lịch hẹn phỏng vấn với lãnh sự quán. Chi tiết xin mời cô chú và các anh chị cùng xem trong video clip này. Cô chú và các anh chị xem video clip nhớ bấm nút like, thích, subscribe, đăng ký để ủng hộ kênh của Điệp nha. Và cũng như là bấm nút share để nhiều người biết thêm về thông tin này. Cảm ơn cô chú và các anh chị. Thông tin về di trú nổi bật trong tuần qua mà nhiều cô chú và các anh chị cũng quan tâm. Đó là lãnh sự quán Mỹ đã đưa ra chính thức thông báo về việc điều chỉnh của chính phủ Mỹ về việc xét nghiệm COVID-19 âm tính. Liên quan đến biến chủng COVID-19 mới Omicron có sức lây nhiễm cao và sự nguy hiểm hơn, thì chính phủ Mỹ đã chính thức đưa ra thông báo mới liên quan đến việc xét nghiệm COVID-19 trước khi nhập cảnh vào Mỹ. Vào ngày 3 tháng 12, thì lãnh sự quán Mỹ đã có đưa ra thông báo chính thức là sẽ áp dụng quy định xét nghiệm COVID-19 một ngày trước chuyến bay, kể từ 0 giờ 1 phút sáng giờ miền Đông Hoa Kỳ ngày thứ Hai ngày 6 tháng 12 năm 2021, nhằm lúc 12 giờ 1 phút trưa ngày 6 tháng 12 năm 2021 theo giờ Việt Nam. Thông tin về việc thay đổi quy định xét nghiệm COVID-19 trước khi nhập cảnh vào Mỹ thì cô chú và các anh chị chúng ta có thể xem trên trang Facebook của lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh. Và các thông tin này hiện nay cũng đã được đăng tải trên trang web của Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, cũng như là trên website của Nhà Trắng, cho nên thông tin này là thông tin chính thức. Chúng ta sẽ xem bài đăng của lãnh sự quán thông báo về việc này. Đây là thông báo của lãnh sự quán Mỹ liên quan đến vấn đề thay đổi quy định mới. Thông báo CDC vừa mới cập nhật các yêu cầu xét nghiệm COVID-19 đối với tất cả các hành khách đến Hoa Kỳ bằng đường hàng không trên các chuyến bay quốc tế, khởi hành vào lúc hoặc sau 12 giờ 1 phút sáng giờ miền Đông Hoa Kỳ ngày 6 tháng 12 năm 2021. Theo chính sách này, tất cả hành khách đến Hoa Kỳ, bao gồm công dân Mỹ, thường trú nhân hoặc diện thị thực không định cư, bắt buộc phải xuất trình cho hãng hàng không kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 không quá một ngày trước chuyến bay, hoặc giấy tờ chứng minh đã khỏi bệnh COVID-19 trong 90 ngày qua. Trẻ em từ 2 tuổi đến 17 tuổi cũng phải tuân thủ yêu cầu xét nghiệm này. Ngoài ra, tất cả các hành khách theo diện thị thực không định cư, hành khách không phải là công dân Hoa Kỳ đến Hoa Kỳ bằng đường hàng không, cũng phải tiêm chủng đầy đủ và cung cấp bằng chứng tiêm chủng trước khi lên máy bay đến Hoa Kỳ. Và như vậy thì theo sự thay đổi mới này của chính phủ Mỹ, tất cả mọi người ai muốn nhập cảnh vào Mỹ đều phải có xét nghiệm âm tính COVID-19 không quá một ngày. Trước đây với quy định cũ, còn chia ra làm hai loại xét nghiệm là một ngày và ba ngày. Còn giờ đây thì với thay đổi mới này, chỉ còn lại một loại duy nhất cho tất cả mọi người, đó là chỉ còn lại một ngày. Và quy định này áp dụng cho trẻ em từ 2 tuổi trở lên, không phân biệt là công dân Mỹ, thường trú nhân hay là người không định cư. Còn đối với quy định tiêm chủng COVID-19 thì vẫn áp dụng như cũ, là vẫn dựa vào quy định của ngày 8 tháng 11 đã ban hành trước đó. Và Điệp nghĩ thì có nhiều cô chú và các anh chị cũng sẽ có câu hỏi là tại sao lệnh chỉ định một ngày chứ không đề cập đến 24 giờ? Một ngày này được coi là như thế nào? Thì theo câu trả lời của CDC Hoa Kỳ, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, thì khoảng thời gian một ngày là một ngày trước chuyến bay khởi hành. Quy định sử dụng khung thời gian một ngày thay vì 24 giờ là để mang lại sự linh hoạt hơn cho hành khách và các hãng máy bay. Bằng cách sử dụng thời hạn một ngày, khả năng chấp nhận thử nghiệm không phụ thuộc vào thời gian của chuyến bay
hoặc thời gian trong ngày mà mẫu thử nghiệm được lấy. Ví dụ, nếu chuyến bay của bạn lúc 1 giờ chiều ngày thứ 6, thì bạn có thể lên máy bay với một xét nghiệm âm tính được thực hiện bất kỳ vào lúc nào vào ngày thứ 5 trước đó. Thì như vậy, với quy định áp dụng một ngày này thì cô chú và các anh chị chúng ta có thể sắp xếp linh hoạt hơn trong việc lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Bởi vì nếu mà quy định 24 giờ thì nhiều cô chú và các anh chị chúng ta sẽ bị mắc kẹt trong những thời gian mà không làm việc, ví dụ như là khoảng đầu giờ sáng, đầu giờ khuya hoặc là những đầu giờ tối. Thì như vậy thì chúng ta không thể nào mà lấy mẫu vào giờ đó và chúng ta chỉ có thể lấy mẫu trong giờ hành chính thôi. Như vậy thì áp dụng quy định một ngày thì chúng ta có thể linh hoạt hơn trong việc chuẩn bị mẫu xét nghiệm. Để dễ hiểu hơn thì cô chú và các anh chị chúng ta cứ nghĩ là chuyến bay ngày mai thì hôm nay thì chúng ta sẽ lấy mẫu xét nghiệm và sau đó chúng ta nhận kết quả. Cứ cách nhau một ngày như vậy thì kết quả xét nghiệm của chúng ta sẽ được áp dụng. Thông tin về di trú thứ hai mà Điệp muốn cập nhật với cô chú và các anh chị là cập nhật thời gian chờ hẹn phỏng vấn visa đối với loại visa không định cư. Trung tâm visa NVC đã cập nhật bản thời gian chờ để có cuộc hẹn phỏng vấn visa không định cư tại các đại sứ quán và lãnh sự quán Hoa Kỳ. Trên website của Trung tâm visa NVC có một phần là cập nhật thời gian chờ các cuộc hẹn phỏng vấn visa. Các cuộc hẹn phỏng vấn visa này thì là visa không định cư. Trong ô tìm kiếm này thì chúng ta có thể ghi vào chúng ta tìm đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội thì chúng ta bấm chữ Hà Nội vào thì chúng ta sẽ thấy đây có chữ Hà Nội, bấm vào. Sau đó thì bảng cập nhật ở phía dưới này sẽ hiện ra các phần ngày mà chúng ta cần phải chờ cho từng diện visa thì Điệp sẽ tiếp tục chia sẻ với cô chú và các anh chị. Tiếp theo thì chúng ta có thể tìm kiếm ví dụ như là ở Hồ Chí Minh. Đây là ở lãnh sự quán Mỹ. Các ngày chờ visa không định cư sẽ được hiện ra. Theo thông tin được cập nhật trên trang web của NVC Trung tâm Visa, thì hiện nay các loại visa không định cư được Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội cấp ra. Đối với diện B1, B2, du lịch và công tác, thời gian để cô chú và các anh chị chờ để có buổi hẹn phỏng vấn là 58 ngày. Đối với loại visa du học hoặc là trao đổi sinh viên, ngày hẹn đã giảm xuống rất nhiều, chỉ còn 2 ngày chờ. Và đối với các loại visa không định cư khác, ngày chờ cũng rất là nhanh, chỉ còn 3 ngày. Còn đối với bản cập nhật ngày hẹn chờ phỏng vấn tại lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh, thì diện B1, B2 du lịch công tác, ngày chờ để có buổi hẹn phỏng vấn lên đến 154 ngày. Đối với diện du học và trao đổi sinh viên, ngày chờ là 82 ngày. Còn đối với loại visa không định cư khác, ngày chờ là 29 ngày. Hiện nay thì ngày chờ tại lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh phải chờ hơn rất lâu, bởi vì những tháng trước đó tại thành phố Hồ Chí Minh bị áp dụng giãn cách xã hội chỉ thị số 16, cho nên có rất nhiều hồ sơ đang bị tồn đọng lại và lãnh sự quán họ không có nhiều thời gian để giải quyết cho tất cả các hồ sơ. Và thông tin thứ ba mà Điệp muốn cập nhật với cô chú và các anh chị, mà nhiều cô chú và các anh chị trong thời gian qua cũng rất quan tâm, là cập nhật tình hình đặt lại lịch hẹn phỏng vấn visa. Trong suốt các ngày tuần qua, thì lãnh sự quán đã không có đợt mở lịch hẹn phỏng vấn nào mới. Các cuộc hẹn phỏng vấn gần nhất hiện nay với lãnh sự quán đã kín hết đến tháng 12 năm 2021. Và hiện tại thì lãnh sự quán vẫn chưa có đợt mở nào dành cho tháng 1 năm 2022. Theo dự đoán của Điệp thì khả năng trong tuần tới hoặc là 2 tuần nữa thì lãnh sự quán Mỹ sẽ có đợt mở đặt lại lịch hẹn phỏng vấn visa trong tháng 1 năm 2022. Điệp cảm ơn cô chú và các anh chị đã xem qua video clip này. Cô chú và các anh chị xem video clip nhớ bấm nút like, thích subscribe đăng ký để ủng hộ kênh của Điệp nha. Và cũng như là bấm nút share để nhiều người biết thêm về thông tin này. Cảm ơn cô chú và các anh chị.